Văn Tấn xin chào cả nhà nhé. Hôm nay video kế tiếp mình xin gửi đến quý vị là bộ ảnh Chị Tuổi Vòng Đeo Tay. Trong hành trình làm cũng như thành phẩm ý nghĩa tâm linh, nếu mình chủ sở hữu nó thì đem đến bình an, hạnh phúc cho mọi người. Sau đây là những hướng dẫn cách đeo ngắn gọn để các bạn sử dụng cho nó thích hợp với phong thủy. Các bạn xem kế tiếp sẽ rõ. Nếu các bạn có thấy hay thì cho mình một like và một lượt đăng ký để làm cái động lực làm ra những video phong thủy đẹp tiếp theo nhé. Nói dần dần đôi khi các bạn có thời gian để xem ha. Nếu cách đeo cho mình chỉ là cách đeo để cái hạt nó đúng ý nghĩa và đẹp tâm linh của nó. Chúng ta đếm 1, 2, 3, 4. Nó hiện thân cho sinh, lão, bệnh, tử. Hai cái nút hạt cuối cùng các bạn đừng sử dụng là đếm tí đếm số. Giả dụ như đếm là 1, 2, 3, 4 là ngay chỗ cái tử này. Mình làm thứ 5 là sinh. Mình chọn như cái sinh, sinh lão thì chấp nhận được. Các bạn đừng có lấy cái hạt chuỗi nằm ở chỗ bệnh tử ha.